Cứ gọi hắn là gà hề điên, nhưng hành động đã mất kiểm soát. Cứ gọi hắn là gà hề điên, sẽ quanh hoài niệm không có điểm thoát. 3 giờ sáng, hắn cầm bật lửa ở trong tay, ngầm nghĩ về những vụ cháy lớn và thêm một số chuyện không hay. Nhưng rồi cũng may đã không diễn ra, hắn thích thú trên miệng nói sốt, nở nụ cười chống đạn nhắm hiểm cùng lúc thở ra một làn khói thuốc. Chưa điều gì làm hắn thỏa mãn cả việc từng tống một người đi ngang, nhưng cũng may mừng cớ lỡ trớn và nạn nhân đó cũng chẳng báo án. Trên bên một gian hàng nhỏ, hắn muốn say nên mua vài lon, dù tới nơi có đông người đấy vẫn thấy cô đơn giữa đất Sài Gòn. Bật nắp rồi nóc cạn, họ nhìn hắn mặc kệ, đồ cồn đã thấm vào, hắn ổn hay thật tệ, nhịp tim dần đập nhanh hơn lúc bình thường, không màng đến hắn cứ bước thẳng gây ra hỗn loạn mà không nhìn đường. Nhịp tim dần đập nhanh hơn lúc bình thường, không màng đến hắn cứ bước thẳng gây ra hỗn loạn mà không nhìn đường. Gà hề điên thích nở nụ cười, thích làm cơn mưa bằng giọt nước mắt. Gà hề điên thích trò quái dị, thích làm hại tim đau như xứ cắt. Gà hề điên thích những cơn say, thích điều bất ngờ ngày dài trong nóng. Gà hề điên thích án mây hồng, thích cầm trên tay những chiếc bong bóng. Gà hề điên thích nở nụ cười, thích làm cơn mưa bằng giọt nước mắt. Gà hề điên thích trò quái dị, thích làm hại tim đau như xứ cắt. Gà hề điên thích những cơn say, thích điều bất ngờ ngày dài trong ngóng. Gà hề điên thích án mây hồng, thích cầm trên tay những chiếc bong bóng. Vài ngày sau đó diễn biến xấu hơn cũng từ một số chuyện từng trải. Hắn muốn đi đến nơi mới lạ nhưng sao đôi chân cứ dừng mãi. Án mây buồn nhất kéo từ đâu đến làm màu mắt hắn đổi nhanh chóng. Rồi liếc qua nhìn những người xung quanh, hắn đã cảm thấy chút chạnh lòng. Phờ vào chữ thương cảm nhận vị mặn như đang trong làn sóng xô mà. Người làm tinh thần hắn ra thế này thì chẳng ai khác ngoài cô ta. Người từng đếm đến bầu trời bình yên, sự ấm áp mỗi khi ôm lấy. Sống với nhau cũng một thời gian nhưng rồi bước đến chiều hôm ấy. Phờ lỡ tất cả số ngã dự định trong lúc nóng giận khó kiềm chế. Đâu ai nghĩ tới những ngày bắt đầu tại sao cuộc sống im đẹp thế. Bao giờ hối hận đi tìm cô ta, tìm hoài tìm mãi mà đâu ra. Hắn còn cất giữ tâm trạng ngày ấy nên thường đưa vào những câu ca. Về căn phòng của kỷ ngày ấy, thấy vài tấm ảnh trong ngăn tủ, hình dung ra được khung cảnh một thời nơi mà hai đứa từng ăn ngủ. Đùa tài lao số điều không vui, tiếc cho mối tình chẳng hoàn thiện. Nở nụ cười có phần không thật, tiếp tục quay diễn là gã hề điên. Gã hề điên thích nở nụ cười, thích làm cơn mưa bằng giọt nước mắt. Gà hề điên thích trò quái dị, thích làm hại tim đau như xứ cách. Gà hề điên thích những cơn say, thích điều bất ngờ ngày dài trong nóng. Gà hề điên thích án mây hồng, thích cầm trên tay những chiếc bong bóng. Gà hề điên thích nở nụ cười, thích làm cơn mưa bằng giọt nước mắt. Gà hề điên thích trò quái dị, thích làm hại tim đau như xứ cách. Gà hề điên thích những cơn say, thích điều bất ngờ ngày dài trong nóng. Gà hề điên thích án mây hồng, thích cầm trên tay những chiếc bong bóng. Ha 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 ha.